bác của bạn Gonsi là bán hàng kế toán trưởng. Ui qua để đấy là nó bị nhiễm thuốc sâu ấy. Bóc ra, có bóc ra, Gonsi bóc ra. Hôn đây, hết nữa rồi. Đấy, bà Gonsi móng tay dài xong có lợi dụng được móng tay dài không nè. Không biết tay còn đấy. Cái chu cào ấy. Công nhận cào như mèo. Ôi kem màu xanh. Mình có khát nước quá, mình ăn cái. Nhưng mà chỉ sợ đau mồm ấy. Ui. À, bác về lấy rồi, coi cầm về đưa cho ông bà. Thế à, kẹo bông ngô à? Rồi chiều nay sẽ được đáp ứng. Cái này nó chỉ nói thế thôi, không có mùi gì đâu. Ủi rắn thế. Giòn cực. Ui. Ngon nhở? Không ngon. Giòn mà, giòn. Ôi ạ, à, ăn không đủ trình độ mời ông à? Gái mời ông ý. Gái rượu mà không mời được ông, cái kem không mời được ông à? Bật điện lên, tối đi. À Ninh ơi, bật điện lên. Ninh ơi, bật điện lên cho bố cái. Tối đi. Nhà tối không ra, bố dậy nha. Ngon mà. Ngon hơn là ngon đấy. Giòn, con bỏ tủ lạnh. Giòn mà, ở trong có nhân này. Kem chanh nha. Nhân đã anh ứng tiền ra trước đấy. Còn tiền này là tiền của Hải Linh Hải An, tiền học bổng ấy. 30 nghìn thì 500 nghìn. Hải Linh nhờ, coi nhà lúc vừa bố bảo ứng tiền trước nhờ. Không, bố ơi. Bố ai à, là người mua, bố là người mua, bố phải tự lấy tiền. Con nuôi con đồng ý rồi gì à? Lan đồng ý rồi nhá. À, Lan thử kem mới ngon không? Bao giờ? À. Không có giả lại bố kem. Thôi ăn gì? Cho. Không cho gì hết. Ông bảo là gì đâu ông ăn? Ban cho ông ấm mút cái đấy của cái. Cho ông ăn ấm mút thử cái, cắn cái. Có vẻ giống hàng nhái không? Ở trong con nhân này. Hả? Ngon thế này làm gì nữa? Không, nó chưa đến lúc thôi, tao chảy thế này. Đừng ăn cơm kem trước quạt. À đây, đây ông đang đánh giá. Gói mì gấu đỏ tan rất ngon. Ở nhà nhưng tôm chua cay. Thằng nhái tả dần. Thế quán này có ngon không? Bố ăn thử chưa? Đó. Ăn thử quán này chưa? Quán này mà mua nhà mà. Đấy con mua 2 thùng chưa? Không ba mua 2 thùng về bố ăn xem chưa? Cái quán này giống y quán con mua. À trời ơi đây có bố làm mì tôm chua cay. Úi dồi Hải Ninh ơi, Hải Ninh qua chọn ông cái quán này được bỏ một hàng đẻo luôn. Mua đi cái hàng nhái ăn là gì? Ờ trên đấy nó cũng có cái hàng này chua cay, bố vào bố xong kia hôm qua con biết ai con không chọn hàng chua cay để cho bố, may quá. Rồi co mở ra cho ông đâu rồi. Ừ thấy á, ông bảo không thích hàng chua cay này. Mẹ ăn kem này có ra gì không đấy, thấy chưa, thấy mẹ thì bảo kem hàng giả. Ui ông lại cho cỏ, ui cái gì đấy? Hết ui, quả sớm thế ông cho cỏ bánh à? Hôm qua con bố là quảng cáo đấy. Bố đi ăn thử cái này xem ra gì không nhá. Còn một loại nữa là gà pháy nữa. Bố còn một túi nữa mà, hộp nữa mà. Có mua hai hộp. Đấy hai hộp khác nhau, hai vị khác nhau bố ạ. Thôi rồi, đấy em bố, đấy là cái chua cay. Bố nhìn cái quả đấy mới có kia giống nhau không? Cái này khác màu.
Bởi vì nó có giống bò giống nhau đi lúc. À cũng khác màu. Khác màu. Nhưng mà cái này là có chua cay này, còn cái này là nó không phải chua cay. Cái này nó có cái này khác này, này khác này. Ừ, thằng này con gấu này là con gấu đứng, con này chúng khác khác nhau chút. Bố thử ăn thử xem nhé. Tuyệt vời mặt trời. À. Thì mua đấy thôi, ông thì cảm ăn thôi, ông thì có ăn liên tục. Thì giả đó, mỗi ngày ông ăn 10 gói. Khoan nữa, ơ mẹ, ui trời ơi, cái đấy thầu riêng là cái mẹ thích nhất. Hả? Sao? Nó nửa bố. Con gái gì mà xưa là nửa bố đấy. Gái yêu mà nửa bố đấy. Linh ơi, Linh không ăn được thầu riêng đúng không? Khoan được thầu riêng đúng không? Trong này là thầu riêng đấy. Thế thì bữa ăn được với ngon. Bữa ăn kem bánh ngon. Cái gì đấy? Bánh gì đấy? Bánh ô mai chi. Bánh gì đây? Mẹ sầu riêng nữa sao ấy? Con sẽ bóc bánh này ra ăn xem ra nào. Không bóc rồi. Chết, ở nhà có gì ông ấy mang hết ra cho các cháu này. Cò, bố thấy cò hơi bị yêu tiền ấy, cò bị yêu ái quá. À, ông ấy chiều cò hơn chiều bố rồi. Trả ra được cho bố cái gì toàn cho cò. Ngon. Nghe không? Có em uống sữa ra thì được rồi. Ủa, cái này là nông tạo biển này. Nông tạo biển bọc ngoài bên trong. Ê, đây, đây, đây kia. À, nơi kia, cái ông bóc sẵn rồi. Cái này còn nhiều không em mà. Ăn nó mệt bà rồi. Không, cái mời kiểu gì mời quán hoa đấy. Không, ai mời thế, người ta phải mời phải nhiệt tình ấy. Nhiệt tình nào cái bạn ơi. Ăn chưa đủ nhiệt tình. Đấy. Thì bạn cơm mẹ ơi, bạn cơm. Ê, bà cả nhà ăn cơm ê. Thôi, đến giờ ăn cơm rồi. Buôn xì. Buôn xì.